Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Tin sáng 30 giây hôm nay. Những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với nhiều chỉ trích xung quanh những hành động gây ồn ào tranh cãi của mình. Việc luận tội ông đã thấy trước mắt. Mới đây, đảng Dân Chủ tại Hạ viện cũng lên lịch luận tội vị Tổng thống này. Trong các loài động vật thì không loài nào có thể gần gũi nhiều với con người hơn loài mèo và chó. Và người ta cũng xem chúng là bạn đồng hành trong cuộc sống. Và thật tuyệt vời hơn khi chúng ta hiểu được ngôn ngữ của bạn mình. Một ứng dụng thông minh đã ra đời và giúp con người hiểu được tiếng chó cưng. Khá thú vị đây. Ngay khi nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức được thông qua, người dân đã nghĩ suy và trăn trở cho một nơi gọi là thành phố trong thành phố này của thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội là những điều còn nhiều khiếm khuyết nhưng cần phải bóc trần và hoàn thiện dần ngay khi thành phố Thủ Đức được xem là một nơi đáng sống bậc nhất của cả nước. Không gì vui hơn khi mùa vụ thu hoạch gần Tết được hiệu quả như mong muốn, một tín hiệu khả quan của bà con nuôi tôm càng xanh ở Cà Mau. Một diễn biến khác của thị trường thực phẩm phục vụ Tết là giá thịt heo có vẻ vẫn gây lo lắng cho người tiêu dùng khi có sự điều chỉnh tăng giá mới đây. Và hẳn một cái Tết với nồi thịt kho hột vịt với giá đắt đỏ là sự thật. Với việc đưa cổ phục, những bộ quần áo tưởng chừng như xưa cũ lỗi thời vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giới trẻ Việt đã ngày càng khiến cho giá trị của những bộ cổ phục ngày càng được nâng cao và góp phần gìn giữ được những nét đẹp văn hóa lịch sử của dân tộc. Câu chuyện trong Lan tỏa 30 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dậy sớm, hãy giữ tín hiệu và đồng hành cùng Tin sáng 30 giây. Mùa hoa Tết năm nay, người trồng hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi chuẩn bị cho ra thị trường 3 triệu sản phẩm các loại. Theo đánh giá của những người chuyên trồng hoa Tết thì mùa hoa năm nay có nhiều thuận lợi hơn vì thời tiết tốt, giá cả tương đối ổn định, lượng đặt hàng cao. Ngoài những sản phẩm quen thuộc như các loại cúc, hướng dương, hoa treo, mai chậu, các loại kiểng lá, cây ăn trái trồng trong chậu, các loại mai kiểng mini, hoa giấy, thì nhiều nhà vườn ở Sa Đéc cũng chuẩn bị khá nhiều tiểu cảnh mới lạ phục vụ cho du khách trong và ngoài nước. Tại vườn quốc hoa kiểng của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, người trồng hoa đang rất phấn khởi, tích cực chăm sóc để có được một vụ mùa bội thu. Năm nay, huyện xuống giống trên 600 hectare hoa kiểng với hơn 4.000 hộ tham gia. Nơi tiêu thụ lớn nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dự kiến là năm nay sẽ có khoảng 17 triệu sản phẩm phục vụ thị trường như là mai vàng, kiểng tắc, hoa giấy, cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, cúc vàng thọ, màu gà, hoa treo các loại. Làng hoa ở Đà Lạt và làng hoa Sa Đéc, Chợ Lách hiện đang là điểm đến khá lý tưởng cho du khách du xuân. Do vậy, nhiều nông dân đã đi trước đón đầu với nhiều loại hoa kiểng, cây trái độc lạ hấp dẫn để phục vụ cho du khách dịp Tết năm nay. Nếu giá cả hợp lý, người dân nên bán các sản phẩm hoa Tết tại vườn khi có thương lái đến mua, không nên neo giá đến cận Tết để chờ tăng giá, đồng thời duy trì các thị trường tiêu thụ truyền thống nhỏ lẻ, tăng cường bán hoa Tết qua mạng online. Không khí sôi động tại các làng hoa miền Tây với nhiều tín hiệu khả quan, hy vọng sẽ mang lại một cái Tết sung túc cho người trồng hoa kiểng. Tin sáng 30 giây xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, thị trường hoa Tết là dịp làm ăn được cho là lớn nhất trong năm của những người trồng hoa ở khu vực miền Tây cũng như là ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến nền kinh tế thì các doanh nghiệp và người dân được cho là sẽ thắt lưng buộc bụng hơn cho những cái chi tiêu trong dịp Tết này. Tuy nhiên, các nhà vườn theo đó thì cũng lo ngại hơn là thị trường Tết năm nay sẽ kém sôi động hơn. Tuy vậy thì với những hình ảnh trong góc nhìn trên cao vừa rồi và khi nhìn thấy những người dân trồng hoa đầy phấn khởi và một thị trường hoa Tết đã sẵn sàng, và lát nữa đây thì Tin sáng 30 giây sẽ còn mang đến cho quý vị những tin vui về ngành nông nghiệp, thì hy vọng rằng chúng tôi sẽ phần nào đó tiếp thêm niềm tin cho quý vị về một năm mới khởi sắc. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và Minh Phương tin rằng là những khó khăn ở nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua cả. Còn bây giờ hãy bắt đầu chương trình với 30 giây quốc tế. Tình hình hậu bầu cử Mỹ đang diễn biến rất căng thẳng và hiện tại thì đang có những diễn biến mới nhất nào? Hãy cùng cập nhật trong phần quốc tế của Tin sáng 30 giây. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mới đây đã bổ nhiệm 9 nghị sĩ trong Ủy ban điều hành các công việc liên quan đến luận tội Tổng thống Trump. Cuộc bỏ phiếu luận tội sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 theo giờ Washington, tức là sáng sớm ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Các cáo buộc được đưa ra là Tổng thống Trump liên quan đến vụ biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội làm 5 người thiệt mạng vào ngày 6 tháng 1. Trong số 9 nghị sĩ của Ủy ban điều hành, ông Jasmine Rutkin của Maryland sẽ là giám đốc. Một số nghị sĩ khác là thành viên ủy ban bao gồm Diana DeRet, bang Colorado, Joaquin Castro, bang Texas hay là Stacey Plaskett, bang Virgin Island. Trong lần luận tội trước với Tổng thống Trump diễn ra cách đây hơn một năm, nghị sĩ Adam Schiff, bang California,
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện làm Chủ tịch Ủy ban, và lần này thì ông đã không tham gia. Cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump ở Hạ viện khả năng rất cao sẽ được thông qua do cơ quan này đang được đảng Dân Chủ chiếm ưu thế. Cộng với một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa những ngày qua cũng ủng hộ luận tội Tổng thống Trump như nghị sĩ Liz Cheney, nghị sĩ John Katko và nghị sĩ Adam Kinzinger. Sau khi thông qua ở Hạ viện, khả năng cao quá trình luận tội sẽ được trình lên Thượng viện. Hiện tại thì kết quả ở Thượng viện như thế nào vẫn đang là dấu chấm hỏi. Đảng Cộng Hòa vẫn đang chiếm đa số với 51 ghế, tính cả những nghị sĩ mới được bầu, nhưng không phải tất cả. Nhiều nghị sĩ đã lên án Tổng thống Trump, nhưng chưa có ai công khai ủng hộ luận tội. Trong lần luận tội Tổng thống Trump trước thì Hạ viện đã thông qua, nhưng bị chặn lại ở Thượng viện. Lúc đó Đảng Cộng Hòa chiếm đa số với 53 ghế, và chỉ một mình nghị sĩ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ. Sau đó Tổng thống Trump được thả bỏ. Hiện tại, Đảng Cộng Hòa đang giữ 51 ghế ở Thượng viện và có 3 nghị sĩ thể hiện sự bất bình với Tổng thống Trump nhiều nhất. Đó là Pat Toomey, bang Pennsylvania, Ben Sasse, bang Nebraska và Mitt Romney, bang Utah. Giả sử tất cả thành viên của Đảng Dân Chủ đều ủng hộ luận tội và 2 trong 3 nghị sĩ trên bỏ phiếu thông qua, quá trình luận tội Tổng thống Trump ở Thượng viện thành công, nhưng chưa đủ để phế truất. Nếu đủ 2/3, tức là 6-7 phiếu ủng hộ, Tổng thống Trump sẽ buộc phải rời Nhà Trắng và Phó Tổng thống Mike Pence lên thay. Tuy nhiên, điều này rất khó vì Đảng Dân Chủ phải thuyết phục được thêm 18 thành viên của Đảng Cộng Hòa đứng về phía mình. Đây là điều gần như không thể, nên rất có thể quá trình luận tội Tổng thống sẽ được dừng lại ở Thượng viện như lần luận tội trước cách đây hơn một năm. Tiếp nối những thông tin khắc nghiệt của mùa đông, hiện tại thì người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đánh cá trên một con sông đóng băng và chiến đấu chống lại thời tiết giá rét. Và cụ thể thì trên sông Murat, người dân đã phải bắt cá bằng cách phá và tạo lỗ trên khối nước đóng băng với sự trợ giúp của một chiếc rìu. Sau khi phá vỡ lớp băng dày thì những người câu cá sử dụng thiết bị thủ công truyền thống như lưới đánh cá. Không phải lúc nào cũng dễ dàng săn bắt cá trong những dòng trong sông đóng băng. Tuy nhiên, với nhiệt độ xuống âm 10 độ C trong thời gian gần đây thì các người dân vẫn phải duy trì nghề để kiếm sống. Một công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc đã phát triển một ứng dụng đeo cổ cho chó cưng. Được hỗ trợ bởi công nghệ AI, có thể hiểu được 5 cảm xúc đặc trưng bằng cách theo dõi và phân tích tiếng chó sủa. Ứng dụng này giúp chúng ta có thể hiểu được cảm xúc vui vẻ, thoải mái, lo lắng, tức giận hoặc buồn bã của người bạn bốn chân, giúp con người có thể hiểu và giao tiếp tốt hơn với các bạn ấy. Ứng dụng có tên là Pet Pulse được phát triển dựa trên dữ liệu 10.000 tiếng chó sủa từ 50 giống chó khác nhau. Một chiếc vòng cổ Pet Pulse nhỏ có giá là 99 đô la Mỹ và chiếc lớn hơn có giá là 108 đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, vào tháng 3 tới đây, thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức đi vào hoạt động. Được thành lập từ các quận 2, quận 9 và Thủ Đức, vốn thuộc phạm vi 12 quận nội thành, đã được định hướng phát triển. Vậy nên khi thành phố Thủ Đức ra đời thì vẫn phải đảm bảo bài toán phát triển nhà ở. Và tuy nhiên thì vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là dòng sản phẩm nhà ở nào phù hợp với thành phố Thủ Đức, mà còn là giải quyết vướng mắc lớn nhất trong quá trình phát triển nhà ở chung ở thành phố Hồ Chí Minh là việc phát triển hạ tầng giao thông chưa thể phát triển đồng bộ với tốc độ đô thị hóa. Vậy đâu là những giải pháp cho bài toán nhà ở và phát triển hạ tầng giao thông tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh? Mời quý vị cùng Ngọc Mai theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Hồng Diễm, Đỗ Khoan thực hiện ngay sau đây. Kính thưa quý vị, thành phố Thủ Đức sẽ là mô hình đô thị tiên phong trong tương lai về đô thị sáng tạo thông minh tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và dĩ nhiên, đi cùng với bài toán về giao thông, không gian đô thị chính là bài toán về nhà ở. Lõi của thành phố Thủ Đức sẽ bao gồm 3 trung tâm động lực chính là khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và khu đô thị Thủ Thiêm. Với các khu vực như thế này thì sẽ có bài toán nhà ở sao cho phù hợp. Theo đó, khu đô thị Thủ Thiêm sẽ phát triển những nhà ở cao tầng hiện đại vì giáp với trung tâm quận 1. Khu công nghệ cao phát triển nhà ở cho chuyên gia, công nhân chất lượng cao, những khu nhà ở có thể nghỉ dưỡng sinh thái thông minh. Còn với khu vực xung quanh khu Đại học Quốc gia thì sẽ là nhà ở cho sinh viên, giáo viên, công chức và những khu đại học sẽ phát triển trong tương lai. Làm sao cái nơi ở nó phải gắn với, có thể là thứ nhất gắn với cái việc làm, thứ hai nó gắn với một cái môi trường mà có cái hạ tầng nó đồng bộ, nó tạo điều kiện cho cái cuộc sống người dân thoải mái, tiện nghi, hạnh phúc và bền vững về mặt môi trường nữa. Nơi ở phải gắn với nơi làm việc, môi trường có hạ tầng đồng bộ chính là những yếu tố quan trọng để hoàn thành việc phát triển nhà ở giúp người dân có được nơi an cư. Đây cũng chính là vướng mắc lớn nhất cho quá trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020. Nhà ở xây lên nhưng hạ tầng chưa được đầu tư, không theo kịp, tạo áp lực lên hạ tầng kỹ thuật. Hệ quả là người dân phải sống trong tình cảnh kẹt xe kéo dài, bị bơm lội nước trong những năm qua.
Thì đó là cái bài học của giai đoạn 2016-2020. Do đó với năm 2020, giai đoạn 2021-2025 thì chúng ta phải cái bài toán về hạ tầng kỹ thuật phải đi trước. Ngoài cái quy hoạch là chúng ta đã tính toán rồi thì cái hạ tầng kỹ thuật phải được có kế hoạch đầu tư đồng bộ và có nguồn lực đầu tư cụ thể. Tôi nghĩ rằng với cái tốc độ mà chúng ta phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và cái ngân sách của chính phủ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ còn rất là nhiều thời gian. Do vậy thì cái việc mà để phát triển một cái liên kết một cái đại đô thị lớn thì tôi nghĩ cần có sự tham gia của khối ngoài quốc doanh trong cái việc giải quyết đến bài toán cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Ngoài ra, để biến ước mơ có được căn nhà cho người dân trở thành hiện thực, hơn bao giờ hết cần có những giải pháp kéo giảm giá nhà đang leo thang từng ngày như hiện nay. Cần có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các tổ chức về tài chính, đặc biệt là các cái tổ chức về ngân hàng, để cung cấp cái giải pháp về tài chính cho người lao động, để có thể chia sẻ đâu đó một cái gánh nặng về tài chính cho người lao động. Một tín hiệu đáng mừng cho người dân có thu nhập trung bình và thấp, đó là theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, khi thành phố hoạch định được quy hoạch đô thị, sẽ xác định được những khu vực ưu tiên hàng đầu để xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có cả thành phố Thủ Đức. Thành phố đang tính toán để nâng tỷ lệ nhà ở xã hội lên, theo đó dự kiến phát triển khoảng 25.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025. Chuyển sang các thông tin trong nước tiếp theo, kể từ ngày 12 tháng 1, 8 loại thịt heo trong chương trình bình ổn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh tăng giá bán lẻ. Đây là thông báo của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh dựa trên kiến nghị của các doanh nghiệp tham gia chương trình và thực tế biến động của giá heo trên thị trường, đặc biệt là mức tăng giá heo hơi. Theo đó thì trong đợt điều chỉnh lần này, mức tăng giá bán lẻ thịt heo bình ổn thấp nhất là 6.000 đồng một ký và cao nhất là 15.000 đồng một ký, tương ứng tỷ lệ tăng từ 4,1 đến 10%. Và 4 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn được áp dụng mức tăng bao gồm Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Sài Gòn Co-op, hệ thống siêu thị Bixi, công ty Vicsan và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Thưa quý vị, biển Bạch Đông, huyện Thới Bình là huyện có diện tích nuôi tôm càng xanh khá lớn của tỉnh Cà Mau. Hiện nay thì nông dân đang bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh với sự ổn định về đầu ra cũng như giá cả. Nuôi xen canh tôm càng xanh trong ruộng lúa được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Đây cũng là lúc bà con đang tất bật công tác thu hoạch để kịp đón Tết Nguyên Đán. Vụ tôm nuôi năm nay, ông Lê Minh Sĩ thả nuôi hơn 10.000 con tôm càng xanh giống trên diện tích gần 1 hecta. Vừa qua, ông đã tiến hành cho thu hoạch với năng suất đạt gần 150kg 1 hecta, giá bán là 105.000 đồng 1kg, sau khi trừ chi phí còn lãi gần 10 triệu đồng. Nuôi nó cũng đạt đầu con, năm ngoái cũng được 200, năm nay cũng trăm ngoài, lời nhiều. Vậy cái giống nó có 2 triệu mấy à? Sự kết hợp nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Lúa không chỉ ít sâu bệnh mà còn tạo điều kiện cho tôm càng xanh phát triển tỷ lệ sống cao. Đặc biệt, tôm càng xanh thương phẩm luôn có thị trường tiêu thụ ổn định. Nó cũng ổn hơn thẻ năm nay, số năm nay. Đỡ hơn, số năm nay không có. Hiện nay xe của các tỉnh An Giang, rồi Đồng Tháp, rồi Kiên Giang nó xuống đây mua rất là nhiều. Thì cũng như cái bến ở chỗ Trần Trung ngày hôm qua là mua hơn 3 tấn tôm, là 2 xe. Thì nhìn chung ra bao nhiêu là lái mua hết bao nhiêu. Năm nay do lượng mưa đầu mùa ít nên người dân thả nuôi vụ tôm càng xanh trễ hơn 1 tháng so với lịch thời vụ và diện tích nuôi tôm cũng giảm nên giá tôm tương đối khá cao. Những ngày này, nông dân tỉnh Sóc Trăng đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân và nhờ tranh thủ xuống giống né mặn cuối vụ, sử dụng giống lúa ngắn ngày nên nông dân đã né được mặn xâm nhập, giá cả đạt cao. Với giá lúa thu mua từ 6.700 đồng đến 7.700 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, đa phần các hộ dân đạt lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng cho 1 hecta. Vụ đông xuân 2020-2021, tỉnh Sóc Trăng xuống giống hơn 100.000 hecta, tập trung nhiều ở các giống lúa như ST25, ST24, OM18, Đài Thơm 8. Đây đều là những giống lúa đặc sản chất lượng cao với năng suất trung bình đạt từ 5 đến 8 tấn trên 1 hecta. Quý vị thân mến, trước tình hình rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến đời sống của người dân phía Bắc hiện nay, trong ngày 12 tháng 1 vừa qua, tỉnh Lào Cai đã cho 312 trường học với trên 221.000 học sinh nghỉ học. Số học sinh nghỉ học chủ yếu là khối học sinh mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở để đảm bảo sức khỏe cho các em. Được biết, sau rét đậm, rét hại, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị trường học ở Lào Cai sẽ bố trí việc dạy và học bù phù hợp, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học và không dạy dồn tiết, cắt xén chương trình.
Mấy ngày qua, một đàn khỉ gần 10 con đã xuất hiện tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và liên tục quậy phá lấy trộm thức ăn khiến cho các hộ dân trên địa bàn khu phố 6, phường Thành Xuân hoang mang lo sợ. Và những người dân ở đây cho biết họ không ghét bỏ đàn khỉ nhưng chỉ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng đưa chúng vào nơi có thiên nhiên hoang dã để sinh sống. Qua kiểm tra, đại diện Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đàn khỉ xuất hiện tại đây mang đặc điểm khỉ đuôi dài, thuộc động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Do vậy, người dân không nên tự ý bắt giữ hoặc là kích động khỉ mà nên báo cho lực lượng chức năng chuyên trách xử lý. Trong thời gian gần đây thì phong trào phục hưng những giá trị truyền thống, thì trong đó có cổ phục đang được giới trẻ rất quan tâm và dành nhiều tâm huyết để khôi phục các giá trị ấy. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì một bạn trẻ 24 tuổi luôn khao khát ấp ủ về một chương trình văn hóa truyền thống để qua đó thúc đẩy và nhuốm màu sắc nhiều hơn cho tình yêu thế hệ trẻ dành cho văn hóa truyền thống. Thưa quý vị, trang phục là một trong những phần rất quan trọng trong di sản văn hóa, mang đậm bản sắc của từng giai cấp, từng giai đoạn trong chiều dài lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên thì có một thực tế đáng buồn hiện nay là các trang phục ấy đã bị mai một đi ít nhiều. Tuy nhiên may mắn thay là đâu đó trong xã hội hiện đại vẫn có những bạn trẻ dành tình yêu đặc biệt dành cho cổ phục. Và đó là bạn trẻ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Là một người trẻ dành rất nhiều tâm huyết cho lịch sử nước nhà, Tôn Thất Minh Khôi luôn dành nhiều tâm tư cho các chương trình về văn hóa truyền thống. Mới đây, Minh Khôi đã đồng hành cùng đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội việt phục mang tên Tóc xanh vạt áo. Theo Minh Khôi, tính đến hiện tại, Tóc xanh vạt áo có thể được xem là ngày hội cổ phục có quy mô lớn nhất khu vực miền Nam và ngày hội này đã nhận được sự quan tâm đông đảo của giới trẻ. Đây là động lực rất lớn để Minh Khôi tiếp tục hành trình khôi phục tinh hoa văn hóa nước nhà. Được biết là cái dự án này nó chỉ là Minh Khôi cũng như là các bạn ở trong cái dự án này không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng mà nó đã gây được sự chú ý rất là lớn trên truyền thông. Thì trong tương lai thì Minh Khôi và các bạn cộng sự của mình mong muốn gì và vạch ra những cái định hướng như thế nào để cái dự án này nó càng ngày càng lan tỏa hơn nữa? Thì trước mắt thì có thể là trong năm nay thì sẽ có những cái ngày hội tóc xanh và áo nho nhỏ, sẽ là có thể mình sẽ mong muốn mang đến được các trường cấp 3. Và tiến xa hơn thì đã có cái lời mời ở ngoài Hà Nội, thì mình mong là cái tóc xanh vạt áo sẽ là một cái mô hình được nhân rộng và sẽ là thành một cái tên riêng, giống như là một cái chuỗi lễ hội riêng về cổ phục Việt, sẽ mang rộng được đến càng nhiều những cái tỉnh thành càng tốt. Tiếp theo tức là cái việc đó là sẽ đánh vào những cái sản phẩm nghệ thuật đại chúng, ví dụ như là các sản phẩm về âm nhạc, các sản phẩm về hội họa, các tức là chúng ta tiếp xúc qua trang phục cổ bằng những ánh nhìn. Tức là cái cách hay nhất chính là chúng ta sẽ thay đổi cái tư duy về trang phục cổ của những cái người sáng tạo. Thật may mắn khi trong nhịp sống hối hả như hiện nay, với nhiều nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới du nhập vào Việt Nam, vẫn có những người trẻ như Minh Khôi luôn đau đớn với ước mơ khôi phục lại các giá trị tốt đẹp của ông bà ta. Hy vọng rằng trong tương lai, hành trình này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, giúp nâng cao nhận thức về cổ phục cho giới trẻ. Chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin về diễn biến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Xin chào khán giả và xin chào trường quay. Xin được mở đầu chuyên mục Trước khi ra đường hôm nay bằng các thông tin về tình hình rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ. Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng, vùng núi cao dưới 0 độ và khả năng có băng giá, sương muối. Tây Nguyên rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Đông Nam Bộ thì trời vẫn có rét. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, không biết quý vị đang cảm thấy như thế nào, còn tôi thì đang cảm thấy trời khá lạnh và quý vị khi đi làm nhớ mang theo áo khoác để giữ ấm. Theo dự báo thì khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không gắt, trời vẫn có mây khá đẹp. Quý vị thân mến, thời tiết lạnh như hiện nay, ngoài giữ ấm chúng ta cần phải lưu ý đến một số căn bệnh dễ gặp như là viêm da cơ địa, nổi mề đay và vẩy nến. Theo giới chuyên gia, mấu chốt dẫn đến những căn bệnh về da thường gặp vào mùa đông là do không đảm bảo việc giữ ấm. Và quý vị ơi, để đề phòng các bệnh da mùa đông, quý vị cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây. Hãy mặc đủ ấm, che chắn kỹ càng tay chân, khuôn mặt khi đi ra ngoài đường, tránh tiếp xúc với gió lạnh, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tránh các đồ ăn thức uống gây dị ứng cho cơ thể, uống đủ nước, nên ăn nhiều rau củ quả, trái cây tươi, nên tắm nước ấm. Và nếu có các biểu hiện bất thường trên da thì quý vị nên đến các cơ sở y tế uy tín, chuyên khoa da liễu, không nên tự ý mua thuốc điều trị, tránh làm bệnh nặng hơn.
Quý vị thân mến, sáng nay đi làm, chiếc xe máy của tôi bỗng nhiên đạp không lên. Ban đầu tôi nghĩ là xe bị hư nhưng mà thật ra là không phải. Nếu quý vị cũng gặp tình trạng giống tôi thì đó là điều bình thường. Xe máy thường có biểu hiện khó khởi động vào buổi sáng, hay giật cục khi mới khởi hành hoặc tay phanh bị cứng vào thời tiết lạnh. Và để khắc phục các hiện tượng này, khi chuẩn bị khởi động xe thì quý vị cần làm ống động cơ bằng cách dùng đạp cần khởi động thay vì đề ga đối với xe số. Còn đối với xe tay ga thì chủ xe có thể đóng le gió để nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt được nhiều hơn và động cơ dễ nổ hơn. Sau khi động cơ đã hoạt động đều thì mở le gió trở lại hiện trạng ban đầu. Chúc quý vị có một ngày mới thuận lợi và ngập tràn niềm vui. Tường Vi FPNC đang cập nhật thời tiết trực tiếp cho Tin Sáng 30 giây. Còn bây giờ sẽ được trở lại trường quay. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay trên FPNC. Hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng ngày mai trên các nền tảng trực tuyến của FPNC. Và hy vọng rằng những thông tin của Tin Sáng 30 giây vừa rồi đã giúp cho quý vị có một năng lượng đầy tích cực để khởi động một ngày mới. Và bây giờ thì Ngọc Mai và Minh Phương xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FPNC.